Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, theo phong tục của dân gian, việc lớn, việc nhỏ trong nhà mà có ý nghĩa quan trọng đến cuộc sống thì nên xem ngày tốt để tiến hành. Do vậy, khi chuẩn bị chăn nuôi, chủ vật nuôi cũng nên chọn một ngày tốt để khởi công được thuận lợi. Đối với những người nông dân, chủ trang trại nuôi gia súc, gia cầm, việc chọn xem ngày tốt có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, thành bại trong chăn nuôi của họ. Do vậy, xem ngày đẹp trước khi tiến hành chăn nuôi sẽ giúp họ yên tâm tư tưởng, tự tin chăn nuôi, đồng thời cũng giúp công việc khởi công chuồng trại suôn sẻ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chăn nuôi tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chăn nuôi trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày chăn nuôi tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chăn nuôi. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chăn nuôi trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày chăn nuôi phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chăn nuôi, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, tử thần, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phế và ngũ mộ. 2. Ngày hợp chăn nuôi. Ngày tốt chăn nuôi bao gồm những ngày là thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, mậu thương, thiên nguyệt, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phú và trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử là những ngày dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 9. Ngày nguyệt phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 10. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và ngày 19 Mậu Thìn.
11 ngày kiếp sát là những ngày dần, bao gồm mùng 5 giáp dần, 17 bính dần và 29 mậu dần. 12 ngày tai sát là những ngày mão, bao gồm mùng 6 ất mão, 18 đinh mão và 30 kỷ mão. 13 ngày nguyệt sát là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn và 19 mậu thìn. 14 nguyệt hình là những ngày tuất, bao gồm mùng 1 canh tuất, 13 nhâm tuất và 15 giáp tuất. 15 nguyệt hại là những ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ và 21 canh ngọ. 16 nguyệt yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. 17 ngày thiên sứ là những ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ và 21 canh ngọ. 18 ngày đại thời là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn và 19 mậu thìn. 19 ngày tứ phế là ngày 15 giáp tý, 20 ngày ngũ mộ là ngày 19 mậu thìn. Đó là 20 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc chăn nuôi cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đó loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 21. Ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 canh tuất, trùng với ngày nguyệt hình nên ta không chọn. 11 canh thân không trùng với ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để chăn nuôi. Ngày 21 canh ngọ tuy là ngày thiên sứ nhưng cũng có nhiều cát tinh nên ta chọn ngày này. 22. Ngày thiên đức hợp là những ngày ất. Ta xét ở trên, ngày ất là hung tinh cần tránh khi chăn nuôi. 23. Ngày nguyệt đức là những ngày canh, trùng với ngày thiên đức đã xét ở trên. 24. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày ất, trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 25. Ngày mẫu thương là ngày thân, dậu, bao gồm 11 canh thân là ngày cát chăn nuôi. Ngày 23 nhâm thân trùng ngày nguyệt kỵ nên ta không chọn. Ngày dậu là ngày thụ tử nên kiêng kỵ mọi công việc. 26. Ngày thiên nguyện là ngày 15 giáp tý trùng với ngày tứ phế nên ta có nhiều cát tinh, có thể xem xét dùng làm ngày chăn nuôi. 27. Ngày thiên xá là ngày 15 giáp tý trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 28. Ngày nguyệt ân là những ngày tân, bao gồm các ngày mùng 2 tân hợi, 12 tân dậu là ngày thụ tử, kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 tân mùi trùng ngày nguyệt phá nhưng cũng có nhiều cát tinh, tốt cho việc chăn nuôi. 29. Ngày tứ tướng là những ngày sát và ất, bao gồm mùng 6 ất mão, ngày này trùng với ngày tai sát nên bỏ qua không xét. 16 ất sửu, 26 ất hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. Mùng 5 giáp dần là ngày kiếp sát, 15 giáp tý đã xét ở trên, 25 giáp tuất tuy là ngày nguyệt hình nhưng có nhiều cát tinh có thể xem xét. 30. Ngày thời đức là những ngày dần trùng với ngày kiếp sát nên ta không dùng. 31. Ngày dân là những ngày mão, bao gồm các ngày mùng 6 ất mão, 18 đinh mão, 30 kỷ mão. Ngày mão là ngày sát chủ mùa, kiêng kỵ mọi việc. 32. Ngày ngũ phú là những ngày thân, bao gồm 11 canh thân là ngày cát để chăn nuôi, 23 nhâm thân trùng ngày nguyệt kỵ nên ta không chăn nuôi vào ngày này. 33. Ngày trực khai là những ngày hợi, trùng với ngày nguyệt yểm nên ta cũng không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 33 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt chăn nuôi trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc chăn nuôi đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 canh thân kỵ những người tuổi dần, hợp người tuổi tý, thìn, tỵ và những người có thiên can là ất. Ngày 25 giáp tuất kỵ những người tuổi thìn, hợp người tuổi dần, ngọ, mão và những người có thiên can là kỷ. Ngày 21 canh ngọ kỵ những người tuổi tý, hợp người tuổi dần, tuất mùi và những người có thiên can là ất. Ngày 22 tân mùi kỵ người tuổi sửu, hợp người tuổi hợi, mão, ngọ và những người có thiên can là bính. Ngày 15 giáp tý kỵ những người tuổi ngọ, hợp người tuổi thân, thìn, sửu và những người có thiên can là kỷ. Đó là những ngày cát lành chăn nuôi trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!